Sau đây là kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 17 tháng 2 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 7. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5396, 0722, 9648. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7769. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 42839, 64362, 62379, 05167, 79139, 05817, 28244. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 88195, 05388. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 43508. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91870. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 686141. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 686141.